Vâng, xin chào tất cả quý hàng quay trở lại với xưởng chiếu ngựa cao cấp của chúng tôi. Và hôm nay xưởng chiếu ngựa bên em xin giới thiệu cho tất cả vị khách hàng là một mẫu bàn ăn. Đấy, bàn ăn K3, chất liệu là gỗ hương đá. Và cái bộ sản phẩm này của bên em thì em làm theo đơn đặt hàng của anh Nguyên Vũ ở An Giang. Đó, ở An Giang, rất là đẹp. Và anh đặt bên em cái bộ sản phẩm này là hàng nó là tất cả đều là dày là 16 phân. Đấy, dày 16 phân và gồm là hai băng và một bàn. Đấy. Và em báo giá luôn công khai là hoàn thiện đầy đủ thì là 11 triệu đồng là cái bộ sản phẩm bàn ăn đẹp như thế này. Đó, và tiếp theo thì em sẽ đi ngay vào đường nét chi tiết cũng như là công khai những cái kích thước chi tiết để cho các bác xem. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu qua chiếc bàn. Ở chiếc bàn này của bên em thì dài tổng phủ bì thì là 2m4. Đấy. Và chiều rộng là 90. Đấy, chiều rộng là 90 và độ dày là 16 phân. Đấy, độ dày là 16 phân. Và cái bộ trên này của bên em thì nó là hàng đang là mộc thô thôi. Đấy, mộc thô, chưa có sơn si. Đấy, chưa có sơn si quét lót gì nào cả. Đấy. Cái mặt bàn này của bên em thì là đẹp. Hàng là không rác. Đấy. Và anh Nguyên Vũ đã yêu cầu bên em thì là hàng chọn cho anh ý là phải là không có rác. Đấy, không mất, không tâm. Và tất cả các bên rìa cũng như bên mép đều là phải không có rác. Đấy, và những cái đường nét ở bên viền này đấy thì là phải bo. Đấy, gọi là bo nhỏ thôi. Đấy, có xoay bo, xoay nhỏ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo là cái chân. Chân của anh yêu cầu là chân là cao 60. Đấy, chân cao 60 và tổng thể chiều cao từ mặt đất lên mặt bàn đấy là cao 76. Đó, cao 76. Và hai cái lỗ này của em thì là có hai cái thanh xà vẫn ngang qua. Thì hiện tại là em đang kê, em không để xà. Đấy, không để xà. Còn nếu mà nhận hàng là sẽ có hai cái thanh xà vẫn ngang qua. Đó, rất là đẹp. Cả chân cũng vậy. Và tiếp theo là cái bàn. À, tiếp theo là em xin lỗi, tiếp theo là mặt ghế. Mặt ghế của bên em thì là chiều dài là 2m4. Đó, và chiều rộng thì là 40. Anh yêu cầu bên em là 40 nhưng mà em sẽ lấy cho anh hẳn 41, bởi vì là mình lấy vào kích thước số đỏ của lỗ ban luôn. Thì em lấy cho anh ý là hẳn 41 luôn. Và nó là đấy, nó là số đỏ, số đẹp. Và độ dày anh yêu cầu cũng là 16 phân. Đó. Tất cả các phần bên mép, bên rìa, bên rìa, bên viền này đều là không có rác ở đâu cả. Đấy. Và anh chọn cái bộ này là bộ mẫu để bày ở nhà. Đấy, chỉ chơi thôi. Và tiếp theo là cái chân. Chân của bên em thì làm chân nó là hai đế. Đấy, có nghĩa là hai tầng chỉ. Đấy, hai tầng của chỉ thì là chân là cao là 30. Đấy, và tổng thể chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế. Đấy, là cao là 46. Đó. Đấy, và khi ngồi vào thì nó rất là vừa tầm. Các bác xem. Đấy, nhìn cái kiểu dáng của nó rất là đẹp. Rất là hiện đại. Và khi ngồi như thế này thì nó sẽ rất là nhiều chỗ. Đấy, thậm chí là ngồi là có ngồi được sầm 6 người. Và khi mình ngồi lên thì nó rất là đẹp. Đấy, rất là phù hợp. Đấy. Và tiếp theo thì em sẽ quay luôn phần mặt dưới luôn để cho các bác và anh Vũ có thể xem. Đây mặt dưới đây. Đấy, trên dưới thì bên em lựa và lọc đẹp là như nhô. Đấy, thì em bán cho anh ở xa nên là em chọn những cái bộ sản phẩm là nó đẹp, mẫu và chuẩn. Đấy. Khách hàng nào cũng vậy, những cái bộ K3 đẹp như này thì bên em sẽ lựa được vân. Đấy, và không có rác ở đâu cả. Và giá em công khai luôn thì là 11 triệu. Là hoàn thiện đầy đủ như thế này. Đấy, thì thế này vẫn chỉ là lốt phần mộc thôi. Đấy, nếu mà hoàn thiện đầy đủ và sơn si lên. Đấy, thì là 11 triệu. Và tiếp theo thì em sẽ nhắc thêm những cái phần khâu vận chuyển. Bác nào ở khu vực em thì là địa chỉ ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đấy, thì bác nào ở khu vực này mà gần đây thì có thể là bên em miễn phí vận chuyển là 100 km vận chuyển. Và bác nào ở xa cũng như là ở khu vực miền Nam hay là miền Trung thì có thể thêm cho em là 1 triệu tiền vận chuyển nữa. Thì bên em sẽ giao vào đến tận nơi, tận nhà. Đấy. Và những bác nào ở xa thì có thể là đặt cọc cho em. Thì bên em sẽ làm hàng và giao đến tận nhà luôn. Đó. Và phần cuối video thì em xin kính chúc tất cả quý khách hàng là dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Đấy. Và bác nào
muốn mua thì có thể liên hệ với em. Và bác nào mà chưa có dự định muốn mua thì xem video của bên em thì bên em rất là vui rồi. Đấy, và bên em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.